Hello, xin chào các bạn nha các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình một món ăn nha các bạn. Bữa nay á mình sẽ làm món cá ngừ kho lạc nha các bạn. Mình sẽ ăn với lại chuối sống và bắp chuối nha các bạn. Đây, trên tay mình có một bắp chuối rất là ngon nha các bạn. Rồi với lại chuối sống nè các bạn, một nải chuối sống luôn. Đó, bây giờ á mình sẽ kho lạc cá ngừ ăn nha các bạn. Bữa nay mình ăn cơm đơn giản thôi các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Đây, cá ngừ kho lạc á thì mình ở đây có đựng con cá ngừ nè các bạn. Con cá này cũng cỡ nửa ký các bạn. Đó. Rồi mình có thêm hành nè, với bắp chuối nha. À, mình sẽ ăn kèm chung với nhau với lại cá nha các bạn. Bây giờ á mình mời các bạn cùng vào bếp làm với mình nha. Cá này rất là ngon luôn các bạn ơi. Mình kho về ăn rất là bắt cơm nha. Rồi bắt đầu mình sẽ vào bếp làm nha các bạn ơi. Chế nước mắm vô cả nhà ơi. Để nước mắm vô thơm đó các bạn. Chế vô vậy là nó thơm rồi đó. Đây mình bỏ miếng đường vô nha các bạn. Thêm miếng bột mì. Đây là chè no nè. Bây giờ mình sẽ chế nước vô nha các bạn. Quá tuyệt vời. Ngon quá các bạn ơi. Sẽ cắt hành nha các bạn, cắt hành để chút nữa mình bỏ vô trong cá. Các bạn ơi, mình sẽ sắc thêm mấy trái ớt nữa nha các bạn, tại vì mình thích ăn cho nó hơi cay một chút xíu các bạn. Bỏ ớt vô. Hai trái ớt này thì mình để luôn vô nha các bạn. Có ăn thì mình ăn. Còn cuối này thì mình sẽ cắt nó ra.
giờ mình sẽ nặn mấy cái tắc vô nha. Rồi một chút nữa mình sẽ lượm mấy hộp tắc đó nha các bạn. Đó các bạn nhìn ngon chưa? Chút xíu nữa mình sẽ lấy mấy hộp tắc này ra. Rồi mình sẽ quay lại chảo cá nè các bạn ơi. Đó các bạn nhìn xem đi, cái chảo cá của mình rất là ngon luôn nha cả nhà. Nấu nước lúc nào mình nấu nước cũng hơi nhiều hết rồi các bạn, bạn nó thấm vô con cá nó ngon dữ lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ hành với lại ớt vô nè các bạn. Các bạn nhìn đẹp chưa? Mình để hành ớt xong thì mình sẽ bỏ vô một miếng tiêu nha các bạn cho nó thơm. Mình sẽ kho thêm cho nó 5 phút nữa cho nó cạn lại nha các bạn, rồi mình mới dắt xuống ăn nha. Mình để vô gì cho nó chín hành nha các bạn. Xin chào các bạn nha các bạn. Các bạn ơi, mình đã kho xong cái món cá ngừ kho lạc rồi đó các bạn. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cái món này á, mình chan nước vô gì nè các bạn. Rồi xong rồi cái mình kẹp với là chuối á các bạn. Mình ăn ngon lắm. Đây, bắp chuối nè các bạn. Bắp chuối giả chài nha cả nhà ơi, mình mời các bạn cùng ăn nha. Ngon lắm các bạn. Rất là ngon, tuyệt vời. Mình mời các bạn cùng ăn cá nữa nha. Ngon lắm các bạn ơi. Mình mời các bạn cùng ăn chuối nữa nha các bạn. Cái này là chuối sống. Mình làm món ăn đơn giản như vậy ăn nè các bạn, nhưng mà nó ngon lắm nha các bạn. Thấy ngựa mình mắc cục rồi các bạn. Ngon quá. Chấm vô các bạn. Bạn hiểu ý của mình là hồi nãy á, mình làm bắp chuối giá trời á các bạn. Mình sẽ nặn vô 3 chảo tắc cho nó đừng có bị đen bắp chuối á các bạn. Ngon.
cà mon chuối sống với lại bắp chuối các bạn, mình kết hợp gì mình ăn rất là ngon cơm nha các bạn, ngon lắm. Nó non èo mà các bạn, ở trong mời các bạn cùng ăn nữa nha các bạn. Ngon lắm. Cái nó hồi chúng số đầu là thành phố làm gì ra số đầu 42. Cái tôi nói ủa, thành phố này làm gì có số 42. Cái nó giật lại. Cái kêu trả tiền lại, cái nói con xe đó là đi được. Rồi giấy số lại hơn số rồi. Xin đưa 450 anh ấy. Ủa ông nội, ông kêu tôi đưa số cho nó 450 à. Ông không đưa tiền, tiền đâu đưa đây. Ừ, ngon lắm các bạn, mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Cá ngon quá. Mình kho rất là thấm luôn các bạn. Đó. Mình mời các bạn cùng uống nước với mình nữa nha. Hôm nay mình uống trà đá các bạn. Ngon. Ăn cơm vô uống miếng nước rất là ngon luôn các bạn ơi. Hôm nay á mình kho cá ngừ kho lạc á các bạn, ăn với bắp chuối giá chài với lại chuối sống rất là ngon nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ video đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại video tiếp theo nha các bạn.